Khi Xá Lợi Phất đến với Đức Phật, ông ấy đi cùng 500 đệ tử của mình. Tất cả đều là những học giả lớn. Đầu tiên, ông ấy tới để thảo luận. Và Đức Phật rất hạnh phúc, còn gì đáng hoan nghênh hơn? Nhưng Đức Phật hỏi, ông đã trải nghiệm chân lý chưa? Hay ông chỉ là một học giả lớn? Ta đã nghe danh ông. Nhìn Đức Phật một khoảng khắc trong im lặng, như thể nhìn vào một tấm gương hoàn toàn trần trụi, Xá Lợi Phất nói, tôi là một học giả lớn, nhưng tôi vẫn chưa biết chân lý. Đức Phật nói, vậy thì sẽ rất khó để tranh luận. Tranh luận chỉ có thể xảy ra giữa hai người không biết chân lý. Họ có thể tranh luận đến vĩnh hằng bởi vì chẳng ai biết. Cả hai đều vô minh, cho nên họ tiếp tục chơi với ngôn từ, logic, các trích dẫn và những kinh sách. Nhưng bởi vì cả hai đều không biết, chẳng có khả năng nào là họ sẽ đi đến kết luận. Cùng lắm, điều có thể xảy ra là người khéo léo hơn, tinh ranh hơn, dàn xảo hơn, đánh bại người kia, và người kia sẽ trở thành môn đệ của người tinh ranh hơn. Nhưng đây có phải là một phán quyết nào đó về chân lý không? Hoặc là có khả năng hai người gặp gỡ nhau đều đã nhận ra chân lý, nhưng thế thì chẳng có cách nào để tranh luận. Có gì để tranh cãi đây? Họ sẽ ngồi im lặng. Có lẽ họ sẽ mỉm cười hoặc nắm lấy tay nhau. Nhưng có gì để nói đây? Nhìn vào mắt nhau, họ sẽ thấy chẳng có gì để nói. Chúng ta cùng biết những điều như nhau. Chúng ta ở trong cùng một không gian, cho nên sẽ chỉ có im lặng. Khả năng thứ ba là một người biết và một người không biết. Thế thì sẽ rất phiền phức, bởi vì người biết không thể phiên dịch cái anh ta biết sang ngôn ngữ của người dốt nát. Và người không biết sẽ lãng phí thời gian, tâm sức một cách không cần thiết, bởi vì anh ta không thể thuyết phục được người biết. Toàn thể thế giới không thể thuyết phục được người biết, bởi vì anh ta biết, còn các vị thì không, kể cả là tất cả các vị hợp sức lại. Đức Phật nói, ta sẵn sàng rồi, nếu ông muốn tranh luận thì ta sẵn sàng. Nhưng có thể tranh luận gì đây? Ta có mắt, ông không có mắt. Ta không thể giải thích cho ông ánh sáng là gì. Ông không thể có ý niệm nào về ánh sáng. Ông sẽ chỉ nghe thấy từ ánh sáng, nhưng từ đó sẽ không có ý nghĩa gì với ông. Nó sẽ thiếu đi nội dung, được lắng nghe mà không thấu hiểu. Nhưng Xá Lợi Phất đã bị cải hóa rồi. Ông nói, tôi biết rằng tôi không thể tranh luận bây giờ cũng như về sau. Thầy đã chấm dứt việc tranh luận của tôi. Giờ đây tôi không thể tranh luận bởi vì tôi không có mắt. Sau này tôi cũng không thể tranh luận bởi vì tôi sẽ có mắt. Nhưng tôi sẽ ở lại.